Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thể loại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá cái đầu tiên nha. Silent Hill Horror Game. Let's go. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái thứ hai. Đi quên. Big guy, Seagan here. Wow, Seagan here ở đây rất là to. Anh ta đã phá cái mái nhà rồi. Tan mái nhà luôn. Ở đây các bạn sẽ hóa thân một cô làng PK. Rồi ok. Anh chàng này thì đang bị thương. Bây giờ thì mình sẽ vào trong căn phòng này, ngôi nhà này, và tìm hộp cứu thương để chữa trị cho anh ta. Và đây là hộp cứu thương. Let's go. Xem xung quanh này có gì không. Đây là một quả chuối. Wow, xuất hiện cắt từng cát thôi. Một anh chàng mèo. Có thể là anh ta đến đây bắt mình. Mình xem anh ta đang ở đâu. Anh ta leo mình thật. Ok, chạy thôi.
anh ta cần ăn một quả chuối. Wow. Mình sẽ giữ cho anh ta đi đường này. Let's go. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo. See you here. Play. Let's go. Wow, see you here đang ngoài kia. Một chiếc đèn pin. Cửa này không mở được. Rồi, bây giờ mình sẽ vào cửa lái xem. Không có gì ở phòng này. Let's go. Mình sẽ đi đường này. Cẩn thận, season here sẽ xuất hiện ở đây. Ở đây thì các bạn phải đi vào đây và tìm một tòa nhà ở giữa cánh đồng này. Và rất là nguy hiểm nếu season here xuất hiện. Rất là kinh khủng luôn. Đây là một đường cua to. Chắc là đường bên kia thôi. Tòa nhà nó sẽ ở gần đây. Oh my god, bị ông ta bắn mất rồi. Wow. Ok. Chúng ta sơ tán mình luôn. Mình phải cố gắng tìm một tòa nhà. Đi lại đường vào trong này thôi. Để ý xong ta đâu. Đó không có đường. Chắc chắn chỉ đi đường xung quanh đây thôi. Một con lợn chạy qua, giật cho mình. Ủa, xin lỗi kìa. Chạy cái đã. Ông ta đang tìm mình. Lẩn trốn gần đây. Tòa nhà sẽ nằm ở gần đây. Tòa nhà kia rồi. Chạy thật nhanh. Khi đến gần xin đường kia thì sẽ có tiếng kêu không bị bắt rồi.
Oh my god. Wow, không thể vào kịp tòa nhà. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang từ cái thứ tư. Big guy chapter 1. Play. Ok. Let's go. Rồi mình sẽ mở cánh cửa ra. Trong này một tấm gỗ. Có lành. Không biết cô làm big guy ở đâu rồi. Trước mắt thì mình sẽ để cái này vào đây. Để cô ta đây. Giờ mình sẽ dựng cô ta lên đây. Let's go. Ở trên này thì có chút một cửa bị khóa bằng chìa khóa màu đỏ. Mình sẽ mở cửa này ra. Không biết cô ta ở đâu mà sao mình nghe tiếng như kiểu cô ta ở gần đây. Đây rồi. Cho cô ta lên đây đi. Cô lần big guy này rất là hung dữ. Mình sẽ dùng cô ta lên tiếp. Let's go. Một chiếc cờ lê. Oh my gosh. Không hiểu sao cô ta xuống nhanh vậy. Đi xuyên tường rồi. Mình sẽ tháo lại. Đây có một đường điện. Tiếp tục xử lý luôn. Đường điện này gắn vào đây. Ok. Đây có một chiếc chìa khóa màu vàng. Và một chiếc búa. Cúi xuống đây xem có đi được không. Không đi được rồi. Tôi chết tôi rồi. Không đi được. Wow. Oh my god. Rồi ok. Và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Boogie game. Let's go. Rồi đây là một tấm bản đồ để các bạn xem đi thế nào. Đi thẳng đây. Ok. Mình sẽ chạy ngay. Còn big guy nhìn thấy mình. À xin đi nhìn thấy mình. Và sẽ bắt ngay. Ở đây sẽ có một tòa nhà. Mình sẽ vào đây và nhặt đồ. Đây là một bình xăng. Thank you.
súng. Thì ở Vika các bạn sẽ dùng chiếc súng này và xử lý nó. Những cái điều trước mắt các bạn phải đi nhặt viên đạn. Đường dây này không biết chạy đi đâu. Mong men thật là dơ xem. Không chạy nữa rồi. Giờ đây có một cái gì đây? Wow, tức là lưu game ở đây, một chiếc ống nhỏ. Ống nhỏ này để xem vị trí xem CD here có ở đây không. Trong tòa nhà này nhanh chóng thôi để xem có viên đạn ở đây không. Wow, bắn ta rồi mà ông ta vẫn không bị gì. Oh my gosh. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Roblox. Let's go. Wow, big guy. Ok, let's go. Chạy thôi. Ở đây còn hơn 2 phút để các bạn chạy. Một anh chàng đã chặn đường ở đây rồi. Mình sẽ lên trên đây luôn. Anh đang leo mình. Oh, không leo mình nữa. Cô làng đó bị bắt rồi. Đó, các bạn cứ chạy xung quanh và tìm những món đồ cần thiết để thoát khỏi nơi này. Ở đây thì chỗ này đã được mở ra rồi. Let's go.
Thua rồi, không tìm được chỗ thoát cho nên đã thua. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Xin liền hiệu. Let's go. Trèo lên tòa nhà này xem có gì không. Wow, anh chàng xin hiểu cái rất là to. Trên này không có gì. Cột trụ. Không có gì đây. Xin hiểu đi đâu thì gió rất to bấy nhiêu. Wow wow, mình sẽ chụp ảnh anh chàng này. Một cái cây, đâm ra không chạy được. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Sirenia, Moss, Siren Granny. Let's go. Qua đây. Cái này không nhận được. Một cái bán số. Wow, cũng không nhận được à. Oh my gosh. Không mở được cánh cửa đây. What? Thế thì bây giờ mình sẽ phải cầm cái gì? Thử đi lại xem, sẽ có cái gì không?
cánh cửa này cũng không mở ra. What? Thế này thì chắc là phiên bản của Cynthia này là bị lỗi rồi. Bắn súng không cầm được và cánh cửa ở đây cũng không mở được. Rồi mình sẽ lên trên này xem thế nào. Mình sẽ mở từ bên trong ra xem có mở được cánh cửa ở đấy không. Còn nếu mà không mở ra được thì coi như mình sẽ chết ở trong này. Không có cách nào thoát khỏi được. Không mở được các bạn ạ. Vậy tức là sẽ chết ở trong này. Không có lối thoát luôn. Oh man. Ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.